Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn. Yeah, thì có lẽ là các bạn đã mong chờ cái series này rất là lâu rồi đúng không nào? Thì ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn và hiện tại mình đang ở trong thế giới của kiến đỏ. Và ngày hôm nay mình nói rất là cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ và like và share cho video của những cái series mà mình đang thực hiện. Thì rất hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và chia sẻ những cái video này, đó là tất cả các video chứ không phải video này. Và hy vọng là video này sẽ đạt được 1.500 like trước ngày 15 giờ ngày mai, để mình có động lực làm thêm những cái tập kế tiếp hay hơn. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Thì mình đang ở trong thế giới kiến đỏ đúng không? Và mình đang đi đào những cái loại quặng để chúng ta có thể... Nó vẫn kêu là sao? Ôi, kỳ vậy. Tiếng player. Ủa, nó vẫn kêu được. Thì mình đang đi đào các loại quặng đi. Kể nó con đường win này nó ồn quá. Thì mình đang đi kiếm cái quặng đó là Mobzilla. Và chúng ta đã đủ số lượng quặng các bạn ạ. Đây, Mobzilla. Và cái đây thì nó có một cái công thức là các bạn ghép 9 cục thành một cục lớn. Và cái cục này nè, và cái cục này các bạn sẽ ghép với lại một cái xô nước thì phải, thì nó sẽ ra một cái trứng để hồi sinh con Mozilla. Thì mình sẽ đi hồi sinh con Mozilla để chúng ta đánh trong ngày hôm nay. Và trong cái buổi stream trước thì mình có làm một cái hệ thống, đó là cái hệ thống auto đập đá và si, nói chung là phân rẽ đồ, và cái số lượng điện của mình nó không đủ. Thì ngày hôm nay mình sẽ dành một nửa thời gian đầu để chúng ta sửa cái hệ thống điện cũng như là nâng cấp cái hệ thống điện đó, và dành một nửa tập sau để chúng ta quyết chiến với Mobzilla. Thì bây giờ mình sẽ quay trở về cái thế giới của mình cái đã, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Hẹn gặp lại các bạn sau 3, 2, 1. Ok, hiện tại mình đang ở chỗ cái khu vực hệ thống điện của chúng ta. Thì cái hệ thống điện này của chúng ta thì cái sợi này nó đang cung cấp cho chúng ta là 200 milli bucket. Thì hiện tại mình có một cái hệ thống này thì nó cung cấp cho chúng ta vào cái máy phát điện, và cái máy phát điện của chúng ta đây. Nhưng mà nó vẫn, khi mà mình sử dụng quá tải các bạn, thì nó vẫn không thể nào cung cấp đủ cho chúng ta được. Thì có thể là bây giờ mình sẽ cần phải nâng cấp nó lên các bạn. Thì chúng ta sẽ cần phải nâng cấp nó lên thành nhân 8. Đó, nhân 8 như thế này. Và cái nhân 8 thì bạn sẽ cần là 8 cái máy phát điện nhỏ, 8 cái máy như thế này. Thì 8 cái máy như thế này thì nó làm rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần sắt, vàng và redstone cũng như là flay. Thì nó chỉ là cái cục chain funnel này. Đó, thì cái cục chain funnel này được làm từ 4 cái chain funnel item. Rồi thêm cái upgrade. Thì cái upgrade này chủ yếu là có những cái speed upgrade. Những cái speed upgrade này thì chủ yếu là chỉ cần redstone với vàng là nhiều thôi. Nhưng mà redstone với vàng thì rất là đơn giản rồi. Thì chúng ta sẽ cần phải làm một cái này để có thể là nhân 8 lên, là tức là chứa được 800.000 AREP, tức là 800.000 điện á, để cho nó có một cái hệ thống vào được nhanh hơn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần làm những cái room để nó chứa lava. Tại vì khi mà cái hệ thống này ở dưới đây nó rất là nhiều lava các bạn. Mình sẽ đi xuống cho bạn xem, nó rất là nhiều lava. Đó, nói chung là nó chứa là coi như là rất là nhiều rồi, nó không nấu được nữa rồi. Thì chúng ta sẽ gọi là lấy hết tất cả lava luôn. Lấy hết tất cả lava đi lên trên này. Đó. Lấy hết deck đó, cái lava á. Đó, đi lên trên để nó có thể tiếp tục cái hệ thống nấu của chúng ta, tại vì cái hệ thống nấu nó nấu rất là nhanh. Còn chúng ta lấy lava ra thì nó hơi bị chậm. Thì mình sẽ cần phải lấy ra tầm 10 thùng lava để nó đẩy toàn bộ số lượng lava ra cho chúng ta. Rồi sau đó chúng ta sẽ là chuyển cái lava đó vào trong cái máy phát điện và cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống. Và mình sẽ sử dụng những cái đường dây dẫn để cung cấp điện, chứ không có đặt gần cái máy nữa, tại vì đặt gần cái máy nó hút điện rất là ghê. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu để làm cái này cũng như là làm cái room. Cái này thì cũng chỉ cần sắt thôi, quan trọng là sắt. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái đã. Ok, mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm 10 cái room. 10 cái room thì cần 10 cái này. Và lấy ra một ít, không biết là như này có đủ chưa. Hình như là cần tới 60 sắt mới đủ. Đó,
10 cái room thì 10 cái là 20. 20. 20. Bỏ ra hai cái nè, 20. Đó, rồi bấm. Ôi. Bấm. Ủa sao mới chỉ có 8 cái vậy? Mình không đủ sắt các bạn. Thì hiện tại mình đang nấu trong đây cũng là 52 sắt nè. Thì bây giờ mình sẽ cho nó tiếp tục để nó đổ ra, để chúng ta có thể có được cái số lượng sắt nhiều hơn. Thì mình đang để nâng cấp cái lò này lên một tí nữa để nó nấu cũng được kha khá hơn á. Thì nó nấu nó sẽ tự động đổi ra cái, em gọi là đổi ra cái block cho chúng ta. Đây. Rồi, hai cái nữa là 10 cái. Ok, 10 cái. Rồi, chúng ta đã xong cái room rồi. Thì bây giờ tới cái này. Cái này thì ở đây. Chúng ta thiếu cái gì ta? Chúng ta thiếu cái gì mà không làm được? Block. À, mình đang thiếu block. Block sắt. Thì bây giờ mình sẽ cần phải đợi một tí để nó đủ block sắt, để chúng ta sẽ cần thêm 7 cái nữa đó, để nó ra thêm còn 5 block nữa bạn. Rồi, chúng ta đã đủ 7 block rồi thì mình sẽ làm luôn. Rồi, 7 cái, 7 8. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm cục ở giữa, thì cục giữa sẽ cần 4 cái chain final item. Thì chain final item đây. Ôi. Chain final item. Bấm 4 cái. Rồi chúng ta sẽ cần thêm những cái này. Những cái này thì chúng ta sẽ cần hai bộ, hai bộ này, hai bộ mình sẽ cần hai bộ, tức là 4 8. Rồi. Chúng ta sẽ cần phải làm cái này. Cái này. Công thức không đúng. Đó. Và chúng ta sẽ cần phải bỏ ở đây. Bỏ cái này ra, bỏ một block vào. Bỏ cái công thức nó. Sao công thức không đúng? À đây đây, đây là phải đổi thành vàng. Đó, chúng ta có một cái nè. Rồi lấy hết tất cả mọi thứ xuống và chúng ta sẽ cần phải làm cái này. Một cái. Đấy, nó hơi lằng nhằng thôi bạn. Ta phải phải làm một cái QED thì mới được. QED. Tức là chúng ta phải cần có một cái hệ thống QED thì mới được. Thật là ngu người. Thì là bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm hệ thống QED à. Chà chà, cũng khá là căng đây. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái hệ thống QED này để chúng ta làm nhé. Ok, thì cái hệ thống QED này nó cũng không có gì khó cả sau khi mình đọc wiki. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây để, ơi quên, mình sẽ đi xuống với dưới đây để lấy obsidian. Obsidian. Obsidian, con kia đứng lại, đứng lại. Bây giờ bật cái này lên cho nó hút đồ. Không có gì ngon cả. Được cái có kim cương thôi, tắt đi. Quăng ra đây, quăng ra, quăng ra, quăng ra. Ok, tiếp tục đi lấy obsidian thôi bạn. Đi xuống nào, dưới đây thì cũng có một cái hầm đào bới cả đống ở dưới này. Thì ở đây cũng có lava nè, nhưng mà nó đang chảy kiểu lỗi game mà, cho nên không chơi cái lava đó bạn. Thì ở đây thì có cái mình sẽ chuyển nó qua. Tại sao cái minimap nó không chuyển ta? Minimap nó không chuyển thành cái bản đồ nhỏ. Rồi chúng ta sẽ đi kiếm cái chỗ nào có lava chúng ta chơi thôi. Không lẽ phải chơi thôi, chơi lại cái chỗ lava này đi. Chúng ta sẽ cần kha khá số lượng obsidian đó bạn. Thì bây giờ mình sẽ quất thôi. Có gì đâu mà phải sợ hãi nào. Đổ. Rầm 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 rầm. Thì hiện tại chúng ta đang biến hình thành con play ở dưới địa ngục á, cho nên nó sẽ bị mất máu khi chúng ta ở dưới nước. Nó nói chung là nó là lửa mà, cho nên mất máu dưới nước là chuyện hết sức bình thường luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đứng đây đào cho nó
cho nó xong cái số lượng obsidian khá khá đi, tại vì chúng ta sẽ cần cũng khá nhiều, cho nên mình lấy cũng hết cái đống này luôn đi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với hệ thống QED nha. Ok, mình đang chuẩn bị những cái bên code này là code code gì đó, nói chung là nấu từ cái thạch anh ra để làm cái máy này. Thì cái máy này nó cần mấy cái này thì đơn giản lắm bạn, chủ yếu là cần ngọc Ender thôi. Ngọc Ender thì chúng ta không thiếu, mình gọi là không thiếu. Nói chung là mình sẽ cần tầm 4 5 đi, 5 cục đi, chúng ta sẽ cần 5 cục, và cái ngọc mà có mặt Ender càng không thiếu nữa. Đó, thì chúng ta sẽ làm cái này, đó, nó sẽ cần một một con mắt và 4 cục obsidian. Thì chúng ta sẽ làm đó, 5 luôn là 20. Đó, và chúng ta sẽ làm cái cục ở giữa này. Thì cái cục ở giữa này sẽ cần 4 cục 4 cục thì chúng ta có 8 cục ở đây. Đó. Ê, mình thiếu kim cương các bạn. Mình thiếu kim cương, đó. Full đồ luôn rồi. Đồ nhiều quá, chắc là những cái này mình không cần thiết thì thôi cất vô đi ha. Rồi cái này bấm, rồi chúng ta chỉ cần một cục, cũng như là cất hết đi, cái nào cần thì chúng ta lấy tiếp. Đó, và chúng ta sẽ cần 5 cục và một cái bàn chế tạo, cũng như là mấy con mắt Ender, mấy con mắt nè, mấy con mắt thì có đầy đây, trong rương đây thì có mà đầy. Và chúng ta sẽ cất cái đá vô và lấy gỗ ra để làm một cái bàn chế tạo. Ôi, 2 3 4 đó, lấy làm một cái bàn chế tạo tốc độ. Rồi, bấm bầm một cái, và chúng ta sẽ cần thêm những cái gọi là giống mấy cái crystal này, mấy cái này. Đó, để nó tăng tốc độ, tăng cái tốc độ lên. Thì mình sẽ cần hai cái này chúng ta còn mình sẽ lấy thêm 3 con mắt nữa, chúng ta sẽ cần 3 con mắt nữa đây. Làm thêm thêm nhiều nhiều vậy, càng nhiều thì khi mà bạn giống như là khi mà bạn grab đồ thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, phải 18 rồi crystal. Đó, thì mình đang thiếu mấy con mắt Ender đúng không? Mấy con mắt thì đây 4 con đây, cực kỳ nhanh chóng luôn, 4 cái nữa là 6 cái. Ok, là chúng ta đã nuột rồi đó, xong rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ cất luôn mấy cái không cần thiết đi, biến thành con play. Thì mình sẽ đặt tạm nó ở khu vực nào cũng được, bạn đặt như thế nào cũng được, theo mình biết thì đặt như thế nào nó cũng nhận cả, cho nên mình đặt tạm như thế này đi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cần grab cái là và grab cái cục này, đó, xếp như thế này, cục ở giữa 4 cái Inferno và cái vàng. Ồ, cục ở giữa. Ồ, mình bị thiếu rồi, mình bị thiếu cái cục mình mất, mình để đây cái cục này mới đúng, cái cục này không phải, và mình cần một thôi. Đó, chạy qua đây để vô giữa 4 cái Inferno rồi 4 cái vàng. Đó, thì bây giờ bạn phải đợi nó chạy một cái là chúng ta sắp hoàn thành được cái công thức rồi đó bạn. Cái này nó càng nhiều nè, fluid crystal này càng nhiều thì cái bàn grab của chúng ta chạy càng nhanh thôi. Cho nên bạn nào nếu mà dư tài nguyên thì cứ làm càng nhiều càng tốt. Đấy, rồi bầm. Bầm không được, nè, yeah, chúng ta đã làm được rồi nè bạn. Và chúng ta đang có 7 cây, 10 cái rương, 10 cái room chứ. Để mình gắn vào nào, chuẩn bị chúng ta gắn vào nào, tốc độ nào, hút vô là hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gắn những cái sợi fluid con đuôi này. Nó sẽ cách lên một ô tầm ở trên này, và ở bắt đầu từ đây chúng ta sẽ kéo qua 1 2 3 4 ô lắc gì 4 5 6 7 8 9 10. Thì mình sẽ nối nó ra tương ứng cái 10 cái room.
thì nó sẽ tự động nối vô thôi bạn. 2 3 4 5 6 7 8 đập ra cái 9. Ủa ok á, sao mình nhớ là mình làm 10 cái mà. Ủa đủ 10 rồi, đủ 10 rồi, dư 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 là không được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt, tại lúc nãy mình ngắt cái hệ thống ra để mình có thể chuyển điện được á, nó bị lỗi gì đó, nó không cho mình đặt cái hệ thống vào lại, chả biết sao bây giờ cũng không đặt lại vào lại được nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái cây đâu rồi ta, sau khi mà chúng ta gắn những cái room này vào thì chúng ta sẽ cần gọi là có những cái sợi để mình có thể gắn vào cái máy của chúng ta, mà mình không cần nhiều gì đâu, chúng ta sẽ cần tầm 5 thôi. Đó, thì chúng ta sẽ cần nấu cái này thành cái kính để mình làm mấy cái servo, tại vì cái servo này nói chung là nó có cái tỷ lệ bạn, tỷ lệ vận chuyển của nó thì cái nào cái càng ngon thì cái tỷ lệ nó càng càng nhanh, thì những cái dưới này thì mình chưa làm được thì mình sẽ tạm thời làm cái đó, làm cái này reinforce servo đó, thì nó sẽ chuyển cho chúng ta 100% chất lỏng để mình có thể chuyển được những cái chất lỏng ở đây. Thì chúng ta sẽ cần khá là nhiều, tầm mười mấy cái, thì một cái là chỉ cần những cái electrum ingot và cái kính thì nấu rất là đơn giản đó. Thì mình sẽ nấu thêm thêm nhiều nhiều một tí đi, có vẻ là không ổn đó, thì chúng ta sẽ nấu ra thêm nhiều nhiều một tí để mình làm tầm mười mấy cái. Và bên này mình đang hình như trong đây mình có đó electrum nè, có những cái ingot thì mình sẽ đổi ra, tại mình đổi 10 cái thì mình tính là một cái hai cái là được hai, thì 10 cái là được 10, nhưng mà có vẻ là không đủ, tại vì chúng ta sẽ cần phải làm thêm một số cái đầu để chuyển vô cái cục lava nữa, cho nên nó cũng hơi 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 tốn một tí. Ta lấy tầm 14 đi. Thì bây giờ chúng ta, trước khi chúng ta làm những cái servo thì chúng ta sẽ cần phải làm những cái sợi nữa. Chúng ta sẽ cần phải làm những cái sợi để chuyển chất lỏng, thì mình sử dụng cái sợi này, sử dụng ingot Inva chứ, Inva và lead. Thì Inva và lead thì chúng ta đang có rất là nhiều trong người rồi. Thì bây giờ mình sẽ để ở đây. Đó, 18 sợi. Hỏi bạn, 18 sợi là rất là nhiều rồi đó. Chúng ta sẽ đặt lên như thế này. Đó, và bây giờ chúng ta chỉ việc gọi là đợi thôi, đợi mấy cái gì trời, mấy cái servo, đúng rồi, đợi cái kính này nấu xong thì mình sẽ làm mấy cái servo để chúng ta có được cái đồ, cái đầu lọc. Thì bây giờ mình sẽ chờ đợi một tí. Đây, 10 cái, 10 cái thì chỉ mới gắn vô được có 10 cái đầu ở phía dưới này. Đây, bạn sẽ gắn vô đó để nó có thể chuyển được. Ôi chết, đúng rồi, lấy lại đó, gắn vô lại, gắn vô, bạn phải nhìn vào đây mới gắn được Sau nha. khi gắn xong thì các bạn cần phải gắn cái cục lava lên trên này đó, thì hệ thống nó sẽ tự động chuyển lava lên, và bạn sẽ cần phải kích hoạt cái những cái servo này lên. Thì những cái này nó sẽ, tại sao mình lại phải làm trung gian qua như thế này, tại vì mình nghĩ là khi mà cái lava nó sản xuất á, chúng ta phải cần có cái chỗ để chứa lava, và những cái chỗ chứa lava thì nó phải hoạt động giống như là những cái room này nè, nó sẽ chứa lava và ở dưới này nó sẽ vẫn nấu được, chứ nếu chúng ta để như như bình thường á thì nó không nấu được các bạn, nó không nấu được, tức là cái hệ thống của chúng ta nó bị ngừng, cái hệ thống nấu lava nó bị ngừng, tại vì khi mà nó full rồi, cái máy nó full nó không nhận lava nữa thì nó sẽ bị ngừng đó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này, nó sẽ cứ liên tục nấu lava cho chúng ta. Ở đây còn 18.000, ở đây còn 150.000, nói chung là cái hệ thống của chúng ta đang hoạt động rất là ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắn những cái máy của chúng ta ra làm sao để cho nó đẹp đẹp tí. Thì mình cũng đã có cài thêm cái mod gọi là dolly, để chúng ta lấy cái dolly ra coi đâu rồi, đây cái dolly đây. Thì chúng ta gắn sao cho nó đẹp đẹp tí để đây thì là cái rương mà lúc trước chúng ta đặt đây. Thì tạm thời chắc là mình sẽ gắn hệ thống của chúng ta ở bên phía bên này đi, rồi lấy một
cục cobblestone ra ở đây, bắt đầu gắn hệ thống ở đây thôi, thì chúng ta sẽ vẫn có ba cái auto hammer, thì nó sẽ đập ra làm ba như ban đầu thôi. Và chúng ta sẽ để cái rương ở đây, cũng như là để cái xi ở khu vực nào đó để chúng ta có thể đặt cái đường điện cho nó đẹp một tí. Thì mình nghĩ là mình sẽ đặt cái xi ở đây, đó, nó sẽ mở rương vẫn được, ok. Và chúng ta sẽ đặt những cái chain funnel ở đây, cũng như là chain funnel đó. Thì ở đây chúng ta sẽ dỡ cái rương này đi ra ngoài, để ngoài đây đó, là như thế này là ổn nè, hệ thống xi là đã ổn rồi đó. Nhưng mà mình sợ như thế này thì cái nói chung là cái chúng ta sẽ gắn rường điện nó hơi xấu, cho nên mình sẽ chuyển nó qua bên phía bên này đi. Nó chúng ta sẽ cần cái hệ thống này lắm, tại vì nó giúp chúng ta sẽ kiếm được tài nguyên khá là nhiều. Rồi ở trên này chúng ta sẽ cần có thêm một cái block nữa đặt ở đây, và mình sẽ đặt cái auto hammer ở đây, cũng như là thêm một block đặt ở đây, thêm một block đặt ở đây. Đó, tụi nó sẽ đi xen kẽ nhau các bạn. Mình sẽ cho nó qua bên phía bên kia đi, nó sẽ qua phía bên này. Đó, đặt cái hệ thống auto farmer của chúng ta ở đây một cái. Nó có vô không? Mình sợ nó đi vào cái khó ta. Tạm thời chúng ta gắn cái hệ thống auto farm đi, rồi từ từ gắn tiếp cái hệ thống kia. Quên, đặt ở đây, đặt ở đây rồi. Đó, cha gắn vậy thì cũng không ổn, tại vì gắn vậy thì nó cũng sẽ bị dính. Rồi, sau một hồi quyết định thì mình quyết định là sẽ đặt như thế này, nó sẽ đập từ trên xuống dưới. Và chúng ta sẽ cần phải có một cái chỗ để chuyển cái số lượng đá lên nữa. Thì ở dưới này không biết là nó cái hệ thống farm đá của chúng ta có đáp ứng được không. Ôi, quá tuyệt vời luôn, nó vẫn đáp ứng được. Có thể là do cái lava này chúng ta nấu hơi lâu nè, sau này mình sẽ nâng cấp cái chất nấu lên, cái chất đốt lên đó bạn, thì nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyển điện ra nào. Thì ở đây, ở đây, và chúng ta sẽ đi lên, có thể là mình đi ra sau đi, ra sau, ô ra đây luôn. Thì điện nó lên như thế này, đi ra một ô nữa. Thì ở đây, và bắt đầu đi lên, đi vô đây. Đó, rồi đi qua, rồi đi qua. Ồ, không được, đằng nào chúng ta cũng phải đi như thế này hết, chứ không đi kiểu kia được. Nếu như đi kiểu kia thì phải đi như thế này, nhưng mà kiểu nào thì nó cũng như nhau cả thôi, tại vì đi lên như thế này thì nó cũng giống nhau à, như nhau à. Đó, ở đây, và yeah. Nếu như mình gắn gì mình phải đi một vòng hả ta. Có thể là mình sẽ đem cái chest này qua bên này, để ở khu vực này đi. Chúng ta sẽ để cái chest ở khu vực này, tại vì cái này, cái đường điện nó nằm ở đây thì đi qua bên này cho nó tiện thôi mà. Đó, như thế này. Rồi, cái đường điện của chúng ta đâu? Ống điện đây. Và không ổn. Đó. Ồ, hệ thống bắt đầu vào điện các bạn. Và coi cái này của chúng ta có bị sụt giảm không? Nếu nó chưa hoạt động, nó chưa hoạt động, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không có sụt giảm hay cái gì đâu. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu giờ làm sao có thể chuyển rồi chúng ta sẽ đi một đường từ ở đây lên. Mình sẽ đi một đường từ đây lên. Mình đi từ đi một đường đá từ đây lên hả? Lên một ô vui qua. Nói chung là cái dây này chúng ta khá là rẻ. Chúng ta đi nhìn cho nó chuyên nghiệp một tí. Nói chung là nó hơi rườm rà, nhưng mà
chúng ta sẽ đi nó như thế này. Rồi, ok, để mình xem thử, đợi coi đá nó có vô không, hoặc là nếu không vô thì chúng ta sẽ làm một cái hệ thống farm đá ở phía trên này luôn, nếu như cái đường 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 ống này nó không vô đá bạn. Đấy, đợi một tí nào. Và cuối cùng thì cái hệ thống của chúng ta nó cũng đã ủa mình không up speed bằng, ủa không có nâng cấp speed upgrade cho nó bằng cái cách này được hả ta? Vậy thì chúng ta phải làm cái gì? Tại sao chúng ta không có, cái speed upgrade của nó là chúng ta phải dùng Inva Pyrotium Dust. Để coi, cái này thì ghép từ bốn cái này lại thì cũng đơn giản. Mình tưởng là nó có thể sử dụng gọi là chung luôn á, chung những cái upgrade kia, nhưng mà cái này thì cũng Elysium Ingot cũng ngon, nhưng mà nói chung là hệ thống của chúng ta đang hoạt động rất tốt và điện năng tiêu thụ là không đáng kể. Chúng ta đây là một cái ấy nó đầy rồi nè. Nói chung là điện năng của chúng ta tiêu thụ là không đáng kể thì đó, và nó đang si rất là tốt, được rất là nhiều những cái loại khác nhau rồi đó bạn. Thì có thể là bây giờ mình sẽ lấy những cái này ra, chúng ta cái này chúng ta không có nhiều ha, để mình xem thử cái speed upgrade này, cái sulfur này chúng ta phải powerize ra, hoặc là sát mill belay rod ra là chúng ta sẽ có 50% có được cái sulfur này. Thì chắc là mình sẽ làm cái powerize, cái máy powerize. Powerize đâu rồi, đây powerize, nhưng mà chỉ làm cái cấp của bắp thôi, cái cấp basic thôi, basic powerize để làm thêm, để xi thêm những cái giống như kiểu nghiền ra, nghiền cũng nó cũng giống như cái xi này nhưng mà nó nghiền kiểu khác, các bạn hiểu không? Đó, để chúng ta làm những cái spray, nhưng mà chắc là sẽ để dành cho tập sau. Còn tập này thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cất đồ và chuẩn bị triệu hồi con boss ra và tiêu diệt nó. Con boss đó chính là Mozilla. Mình sẽ đi cất đồ và chuẩn bị thức ăn, thức uống cái đã nha các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi hồi sinh cái con Mozilla này, và mình không muốn nó phá nhà của chúng ta đâu. Thì hệ thống si của chúng ta đang hoạt động khá là tốt và năng lượng thì cũng rất là chan chê, không có sụt giảm gì cả, cho nên chúng ta cứ yên tâm về cái vấn đề đó. Và mình chỉ việc AFK ở đây để lấy tất cả những cái thứ này và đem đi nấu thôi. Đó, ngon lành canh đào. Và bây giờ chúng ta sẽ đi với một nơi đó xa, thiệt là xa, để hồi sinh con Mozilla này, để chúng ta cùng nhau đánh nó và kiếm một cái set đồ. Và sau khi kiếm được set đồ này, mình sẽ có một cái dự án rất là kinh khủng các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi cái series này, cũng như là chia sẻ cái video của những cái video của mình, để mình có thêm động lực để làm nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, hay không biết là cái chúng ta sẽ ăn một quả táo được enchant vô và bam. Thử coi nó có bao nhiêu máu. Từ từ để mình coi thử nó bao nhiêu máu đã. Không coi được hả? 3.900 các bạn. Ok, mà chúng ta chém nó cũng rất là nhiều máu á. Chém nó coi. Chỗ nó hồi máu ghê. What the fuck? Nó chơi một cái mình chết luôn à. Ghê vậy. Ủa, đồ này ở đâu vậy? Đồ này ở đâu mình có nhiều á? What the fuck? Đùa. Ok, chúng ta sẽ qua coi. Nó quýnh một cái chết luôn các bạn ơi. Giết cái con này cái đã. Có vẻ là chúng ta không ổn với lại con Mozilla này rồi. What the hell? Nó quýnh một cái, chết một cái rớt toàn bộ đồ luôn. What the fuck? What the fuck? Làm sao đánh nó đây? What the fuck? Chơi ngu rồi bạn ơi. Không lẽ ở đây đứng đây bắn tới bao giờ nó mới chết?
ơi ơi bậy bậy rồi bậy rồi bậy rồi bậy rồi coi coi à. À, bao nhiêu máu rồi, 79 máu, chém vô cái đầu được không? Chém vô cái đầu không được. Tại sao không chém được ta? Ồ, nó quýnh một cái kìa, nó quýnh một cái muốn ném luôn bạn ơi. Trời ơi, cái sức tàn phá, công phá của nó kìa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phải tiêu diệt nó thôi. Nó đâu là quýnh vô cái phần đít nó được không? Không quýnh phần đít nó được luôn. Bắn không được, hình như chỉ đánh cái phần à phần chân mày bắn được đúng không? Tao bắn vô cái chân mày. Hey, hey, bây giờ mình sẽ bắt đầu giết nó nào. Chúng ta sắp giết được Mozilla rồi bạn ơi. Còn 300 máu. Hả? 169 máu. 199 máu. 100 400 chém một phát. Yeah! Chúng ta đã giết được Mozilla. Ha. Ủa. Sao chúng ta không lượm được đồ vậy? À đây đây đây. Chu chu chu. Oh. Quá đã bạn. Sau một hồi chết liên hoàn chết thì mình đã giết được con Mozilla. Yeah. Ôi quá trời đồ luôn. Thôi, hình như là chúng ta đã hết đồ của Mozilla rồi. Tại vì con Mozilla nó chúng ta mấy cái đồ này hình như là mấy cái đồ ngoài nó phá bạn. À, bạn có thể thấy là nguyên một đống này là toàn bộ là gọi là gì? Chiến trường, bãi chiến trường của mình sau tầm gần 30 phút chiến đấu. Thì chúng ta đã sang phẳng một cái bình địa và chúng ta kiếm được ồ 52 cái, hình như là cái này dùng để làm bộ giáp Mozilla thì phải, để mình xem thử coi. Yeah, bạn có thể làm được bộ giáp Mozilla thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở về nhà để làm bộ giáp Mozilla nào, tốc độ thôi. Yeah, thật tuyệt vời. Chúng ta đã giết được Mozilla. Yeah.
Thật tuyệt vời. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một bộ giáp Mozilla nào các bạn. Bộ giáp này cực kỳ cứng luôn các bạn. Bạn nó đã được in-gen sẵn các bạn. Cái này có protect, có protect, có 5 thôi. Cái này là tới là 10. Tức là bộ giáp này nó cái gì nó cũng gấp đôi bạn. Unrekin, cái này, cái bộ giáp này không có unrekin nè. Và cái độ bền nó là 16.000, nó cực kỳ bền luôn các bạn. Tất cả đều là 10-10 hết. Đẹp trai. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Thì ngày hôm nay chúng ta đã đạt được mục tiêu của chúng ta, đó là tiêu diệt được con mod Mozilla và làm nâng cấp cái hệ thống đồ si đồ của chúng ta lên. Nó rất là ngon. Thì hy vọng là điện năng nó vẫn gọi là dư dả cho chúng ta tiêu thụ. Tại vì cái số lượng gọi là gì, cái số lượng lò nấu level chúng ta hơi rất là nhiều. Thì trong vài tập tới mình sẽ cố gắng nâng cấp cái nguyên liệu nấu lên, và chắc là nâng cái ống này lên chúng ta, để chúng ta có thể làm cho nó nấu cho nó nhanh luôn, và sẽ làm thêm một vài cái máy nữa. Thì trong tập này chúng ta đạt mục tiêu rất là sung sướng. Thì nếu như bạn nào thích mình làm tiếp theo á, cũng như là có những cái mod hay, thì bạn hãy để lại comment cũng như là để lại tên mod mình sẽ cài vào để mình chơi. Và ngoài ra thì bạn đừng quên là hãy like và chia sẻ video của mình được 1.500 like trước 15 giờ ngày mai, thì mình sẽ có một cái video mới tiếp theo nhé các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho channel của mình cũng như là ủng hộ cho những cái series mình làm, như series thử thách survival nè, series MK survival và series Sky Factory 3. Đó, thì chắc là video này có thể là tạm dừng ở đây được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nhé. Đừng quên like và chia sẻ những video của mình để cập nhật những video. Chia sẻ những video của mình. Ngoài ra hãy click đăng ký theo dõi để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.